Dạ vâng, Hải xin kính chào tất cả quý cô chú anh chị các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay. Buổi tối ngày mùng 5 tháng 12 2023 và hiện tại bây giờ là 8 giờ tối. Thì Hải đang có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Dạ vâng, thì hôm nay thì ở khu vực này đang tổ chức tuần lễ văn hóa thể thao du lịch Tây Bắc tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thì hôm qua thì Hải có cập nhật cho mọi người cùng xem rồi. Nhưng mà tối hôm nay thì có vẻ thấy là lượng người đổ về đây khá là đông và nhộn nhịp. Đấy, hôm nay cũng dắt vợ đi chơi luôn á. Thì tiện thể mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình vào bên trong để xem nhá. Xem có cái gì khác biệt so với ngày hôm qua không. Hôm nay thì lượng người đổ về rất là đông này. Đấy, tối nay đông người luôn á, dù là hôm nay không phải là cái dịp cuối tuần đâu mọi người. Hôm nay chỉ là thứ ba thôi, mới đầu tuần thôi mà khá là đông. Dạ thì hình đi vào bên trong mọi người thấy con đường thổ cẩm này khá là đẹp. Dù đấy chỉ là những cái mô phỏng lại thôi, nhìn nó khá là đặc sắc. Khu vực bên dưới này rất là đông mọi người. Đấy, đây là những cái bộ tới những căn nhà của người dân tộc, người Dao, rồi người ở Mông, các cái thứ người ở trên khu vực ở Đồng Nai mọi người. Đấy, khá là đông và nhộn nhịp đấy. Đấy, cùng kèm theo đấy là những âm nhạc. Đấy, và những cái điệu múa, rồi các cái trò chơi dân gian khá là đông này. Bên này là đây có người Hà Nhi này. Đấy, đang đứng mặc áo chụp hình. Thì mọi người tới đây hình như có được thuê luôn á, thuê đồ để mặc để chụp hình luôn á. Thì hôm nay mình sẽ đi clip này chắc không phải dài, khoảng 15-20 phút đấy. Nên rất mong quý cô chú anh chị các bạn mình cùng ủng hộ xem cho Hồng Hải nhá. À vâng, những cái dịp cuối năm như thế này thì tại Hồ Chí Minh mình tổ chức rất là nhiều mọi người, cực kỳ là nhiều luôn. Từ giờ tới cuối năm thì mọi người sẽ thấy thì chuẩn bị tới Tết Dương Lịch nữa để tổ chức lễ hội nữa cho mọi người xem. Vâng, thì sau Tết Dương Lịch là tới Tết Âm Lịch. Tết Âm Lịch thì lúc đấy sẽ tổ chức đường hoa Nguyễn Huệ. Dạ vâng, thì mọi người thấy là thu hút cũng khá là đông và lễ hội diễn ra vào từ ngày mùng 3 cho tới ngày mùng 6 nha mọi người. Tức là sẽ vào thứ hai đến hết ngày thứ tư. Đấy, bên này thì các đài truyền hình tới đây. Đấy, bên này là dân hàng của người dân tộc Mông. Vâng, thì mọi người có thể vào bên trong để tham quan những ngôi nhà của người ta như thế nào ấy. Phía trước là Hải thấy là có cái bàn thờ. Rồi đông cô chú anh chị mình cũng như là du khách tới bên trong á. Nên là chắc là khó hơi và khó vào bên trong rồi. Bên này là cái cối xay gạo người này. Bây giờ thì nó đi vào gọi là di vãng rồi. Cái đồ nông sản mọi người, bí này, bí ngô này, bí đao. Ok, bây giờ thì mình cùng vào bên trong ngôi nhà này xem họ như thế nào nhá. Đây thì ngôi nhà của người Mông nha mọi người này. Có nỏ này, rồi khèn. Đấy, vào bên trong này là có bàn thờ để làm lý. Thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi tiếp nha. Hải sẽ quay cho mọi người. Hôm qua thì hơi vắng người nên mình không thấy được sự náo nhiệt giống như tối ngày hôm nay. Thì ở đây là cái lò rèn đây mọi người đây. Đấy, cái này cũng là một cái đồ để rèn khá là lâu đời rồi chứ không phải bây giờ. Thì bây giờ mình cùng tiếp tục mọi người chơi
Cái này là nhảy sạp à? Tiếng kèn, tiếng sạp khá là đông vui đấy. Đấy, cả du khách cũng như là người bạn. Đây là một cái nét văn hóa khá là hay. Hôm nay thì cũng có mặt rất là nhiều YouTuber nổi tiếng từ trong nước với quốc tế luôn mọi người. Ở trên khu vực này mình cũng rất là nhiều cô gái xinh. Thôi thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi nha mọi người. Đấy, mình thấy ông nhảy múa rất là tưng bừng. Càng về khuya thì lượng người đổ về càng đông nhịp và đông rồi. Thôi thì hôm nay thì an ninh tương đối là tốt, mà lực lượng công an trong ngoài luôn á. Thôi thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi mọi người. Ê, chưa gì mà mới đi có một xíu à, mình đã tới gần 7 phút rồi. Đây các bạn cũng rất thích lên trên ngôi nhà này chụp hình mọi người đấy không? Nhà sàn đồng bào rất đồng thái. Thích mọi người, đây này, ta nhảy luôn cả du khách nước ngoài với người Việt mình nha. Tại Bùng Binh đến tới đường Tôn Đức Thắng. Đây, bên này là Điện Biên này, những bản sắc văn hóa. Thì mình cùng vào bên trong này xem có những cái gì nhá. Ở đây là cột, đây là đang cái khâu này là khâu dệt mọi người đây. Thấy là khá là đông mọi người đang đứng xem. Đây. Có kèn đó mọi người đấy, đang tập chú đang chỉ cho mấy hai bạn đang tập kèn này. Còn bên này là lò rèn này. Bây giờ thì những cái lò rèn như thế này thì nó cũng mai một dần, không còn nhiều giống như ngày trước nữa. Nhưng mà đối với giới trẻ bây giờ thì thấy những cái này khá là hay, đặc trưng, bây giờ khá là hiếm. Bây giờ với một cái thời buổi công nghệ nhiều quá, bây giờ bỏ qua những cái ngày trước nhiều. Mọi người còn đang chơi ném nữa này. Cái này là ném gì vào nhà quê mất rồi? À, hả? Còn hả? Quê mất. Cái ném này thì Hải thấy là thường thường nếu có những cái dịp lễ hội á thì người ta hay ném và dịp Tết. Đây mình cùng xem lại một xíu này. Khá là đông người đang xem cái lò rèn này.
thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi mọi người. Ôi tối hôm nay đông ghê luôn. Rất mong là những ngày cuối năm như thế này thì tổ chức những cái lễ hội như thế này mọi người, để thu hút một lượng khách du lịch tới vui chơi đấy, cũng như là tìm hiểu những cái văn hóa của tất cả vùng miền trên Việt Nam mọi người mình nhé, để thu hút được cái lượng khách du lịch tới. Vâng, thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi nhá. Đây, khu vực này thì mọi người đã ném kho này đấy, ném kiểu ấy, ném qua cái vòng tròn này mọi người. Ê, mình đi qua cái chỗ này né né ngoài chúng đỡ. Đây bên này thì là gian hàng bán lắm mọi người, thịt trâu gác bếp này, thịt lạp xưởng này, xúc xích hùn thọ, à quên, thịt bò hùn thọ, à gác bếp, quên nhầm. Đấy, chúng đa dạng lắm. Đấy, có niềm biết giá luôn mọi người. Hôm nay thì đã nhường chỗ lại cho những cái gian hàng. Cứ tướng thời gian. Cứ tướng thời gian. Đấy, thì bên kèm bên cạnh đấy thì cũng có một hàng nước ngọt mọi người đang đi phát tờ rơi này, quảng cáo này. Đây mọi người, tới tiếp theo là mình tới với cái gian hàng ở gọi là gì ta, cái này là cái đồ mà gọi là cái này cái gì quên mất tên rồi đấy, đấy đang ghế này rồi có cái giỏ này rồi chai rượu rồi cái bàn cơm uống nước đấy. Tiếp theo là tới giày dép này, quần áo, đồ thổ cẩm. Đây, phía trước của mọi người là sân khấu nha, sân khấu. À, mình đang thấy mọi người đó, sắc màu Sơn La Tây Bắc. Bao nhiêu giây nữa? Ủa, khá là đông, ngay ở phía trước khán đài. Khá đang chuẩn bị lên đấy. Sơn La là tỉnh miền núi biên giới phía tây bắc Việt Nam, diện tích tự nhiên 14.409 km², có hơn 274 km đường biên giới giáp với nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Sơn La có 12 dân tộc anh em, dân số hơn 1,3 triệu người. Mảnh đất thuộc bốn mùa hoa: hoa lan, hoa đào, hoa cải, hoa mơ, hoa vẩn, hoa phong lan. À, bên cái nước ngoài này có vẻ nhìn người hơi mệt mỏi. Đây, giờ thấy là mọi người cũng vào phía ổn định rồi. Sau đấy nhiều người thì đứng bên ngoài này hơn. Này thì mọi người thấy không có cái sự náo nhiệt của xe cộ đi lại, chỉ có những âm thanh về âm nhạc thôi. Khu thử quốc gia Mộc Châu, thuộc địa bàn hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ. Thảo nguyên Mộc Châu có đồi chốn mênh mông, đồng cỏ bát ngát. Rồi thì bây giờ mình cũng đứng xem một đoạn trailer ở đây nha. Khu thử quốc gia Mộc Châu được bình chọn là điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới. Thank you.
sau đấy mình xem một đoạn trailer. Bây giờ mình cùng tiếp tục qua những cái gian hàng sản phẩm nhé mọi người. Đấy, xem mọi người bán đấy, đặc trưng của miền Tây Bắc như là mắc kén, hạt dổi, thịt trâu các mép, thịt lợn các mép. Đấy rồi miến, gạo. Quay tới cứ chú ý các bạn, hôm nay thì thấy cũng khá là đông du khách nước ngoài này. Họ đang đứng đấy, tới đấy, xem này, giới thiệu về du lịch cho mọi người. Đấy, sau đại dịch Covid thì bây giờ thì lượng người muốn đi du lịch khá là đông. Đi thì kinh tế thì nó cũng hơi khó khăn một xíu, nhưng mà Hải thấy thì là đi du lịch đông. Đây bên này có cái màn hình máy chiếu khá lớn đấy. Đấy, khu du lịch quốc gia Mộc Châu, thác Nàng Tiên, Vân Hồ, đẹp ghê luôn đây này, khá là đẹp đấy. Thì nếu có một cơ hội, nếu được quý cô chú anh chị mình ủng hộ nhiều thì Hải sẽ cố gắng lên và đấy quay cho mọi người cùng xem nhá. Ừ, thì bây giờ mình cùng tiếp tục vào đấy những cái gian hàng. Đây là gian hàng mọi người này, nhưng mà có vẻ là không có người. Đấy, mà sao khu vực này thì không hiểu sao tắt điện tối thui vậy. Bên này là trà này, các loại trà. Vùng lòng hồ thủy điện Sơn La được đề xuất đưa vào hệ thống du lịch quốc gia. Đây rồi cà phê. Đây, mọi người có thể thử và thưởng thức tại chỗ luôn. Nếu ưng ý thì mình có thể mua rượu này, mắc kén này, chấm chéo. Biển hồ có hàng chất hoàn hảo, nhìn thoáng nắng tự nhiên. Là sướng này. Còn nguyên sơ. Đây này, nhiều miến là được khác. Đây này, miến Nông Chiến, Việt Nam, nơi có cả biển thơ mộng, nhiều người khác tên anh. Độc đáo và hấp dẫn, với những ngôi nhà chiều ấn và mái lở gỗ tân nhiên, và những chiếc con nhĩ bình thường. Thì bây giờ mình cùng tiếp tục đi tiếp mọi người. Rất là náo nhiệt luôn. Đây là cái sân khấu của Virinda. Đây khu vực này thì có phát nước đó mọi người, phát nước miễn phí cũng như là giới thiệu sản phẩm ấy. Đấy nha, thì họ bỏ ra quảng cáo chẳng bao nhiêu tiền. Đó là nguyên cái bích bao cho mình lên chụp hình luôn. Vâng, thì ở khu vực này á, mọi người có làm một cái hình nhá cho mình đưa mặt vào chụp hình tại khu vực này luôn này. Ê, hôm nay nhảy ra đến ở đây luôn rồi. Thì mọi người thấy chưa tới Tết mà thấy là khá là sôi động rồi đấy, náo nhiệt. Hôm nay là không còn thấy bóng hàng rong rồi luôn đấy, giảm hết luôn rồi. Ừ, thì bây giờ mình cùng qua khu vực bên ẩm thực nha mọi người. Đấy, khu bên ẩm thực cũng khá là nhiều cái món ngon. Nhưng mà đến không biết là đến bây giờ thì mình qua gói quản này không. Hiện tại bây giờ là
8 giờ 14 phút thôi. Đây, bên này Điện Biên này, sắc màu Tây Bắc. Công nhận là về đêm á mọi người, thấy nó đẹp hẳn luôn nhỉ. Khác hoàn toàn so với cái clip mà chiều qua hải quay mọi người. Đấy, chiều qua thì mình tới thấy là quay luôn. Đấy. Đây, hôm nay thì mọi người tới khá là đông này. Thưởng thức trái cây rồi các cái đặc sản của Tây Bắc. Bên này là măng khô này, trà này. Đây, nhưng mà có vẻ là những cái gian hàng này hơi ít khách. Và anh thấy là những cái gian hàng đông khách nhất là gian hàng về ẩm thực. Đây, bên này là chuối sấy này, là chè sang tuyết này. Và bên này là thịt trâu, thịt lợn, gác bếp 400.000 mọi người. 400.000. Này chắc là 5 lạng. Ăn không? Hả? Ăn không? Này, này mua ít rồi này. Này mua thịt heo, thịt lợn, thịt bò. Này lợn này tí nữa lại mua. Này là mật ong. Đây, các bạn thấy đặc sản thì có thịt trâu, các bếp và trà là nhiều nhất. Đây, khu vực này là khu vực có bán ẩm thực của mọi người. Đây, xem mà có những cái món gì này. Đây, nướng trực tiếp tại bếp luôn đó. Đây, mình cùng vào bên trong này quay mọi người xem. Bên ngoài mọi người đứng nhiều quá. Bây giờ mình cùng tiếp tục đi dạo quán hải sản ghé qua mua một ít đồ ăn tại khu vực này. Bên này là mọi người có thể mua tới đây ăn uống trực tiếp, uống rượu luôn. Đấy. Thì đến đây cũng hết rồi mọi người. Hải xin phép được dừng clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình đã đồng hành cùng với Hải đến cuối video. Và hẹn tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình ở một video tiếp theo nhé. Dạ, thì Hải xin phép được dừng ạ.